đi tìm ăn à? Em cũng đi tìm ăn. Em cũng đi tìm ăn. Vâng, chú hợp thật đấy. Em cùng nhau đi nhỉ. Em mang đi bán này. Cũng mang là cao. Ôi mang cao. Ôi chị bẻ cổ này đi. Có một cổ vật lên trên này đi.
bên này nè chị ơi. Ở dưới kia có hai củ kìa chị. Ở đây có mấy cục măng này chị ơi, ở đây ra đây này. Có mấy củ. Có 3 4 củ.
cây hết chị nhỉ? Chặt cây đi làm. Chặt đi làm gì nhỉ? Kia có một cụ. Thịt có rồi ấy. Mình nốt mấy củ xong rồi về thôi nhỉ.
Con ơi, dạ. Đáp được rồi, mình đi về nhỉ? Ờ, vâng. Cũng không thấy có măng rồi ấy. Không có măng. Đi về đi. Ra đường này đi. Thế mình luộc xong mình cùng nhau đi bán nhỉ? Đi chị ơi. Vâng. Mời ghế đây này. Nào sáng chị chơi nào. Chị nóng không? Nóng thì được rồi. Mình đi lộ măng thôi vào. Vâng. Đến luyện xong là quỷ ở đó. Em để quỷ ở ngoài kia. Thank you.
của em lấy cái. Này trong mấy đường được đấy. Để xem nào, vừa nhỉ, lấy măng, những nồi đi lấy măng, mang cái nồi đi lấy được. Ngồi một lúc thôi mà mỏi chân. Đổ nước. Thank you.
Được à? Ừ. Nhất ba nhỉ? Chỉ lấy ba rồi. Nóng lắm. 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 Nóng l
Để em chị lại. Chấm nhờ tổm máy thật máy tổm
chị tới. Chị có biết nhà chị đâu, chị sang đây đón em đi cô. Vâng. Mai chị lên đón nhá. Vâng. Bye bye nhá. Chị đây cẩn thận nhá. Vâng.